Xin chào mọi người. Hôm nay em sẽ nói về tổng thể của máy rửa chén SMI S8 MI04E nha. Giờ là em sẽ giới thiệu cho mọi người trước. Giờ em sẽ nói chức năng của nó luôn để hướng dẫn mọi người cách sử dụng luôn. Là cài giờ tăng tăng giảm thời gian, còn cái hình như này á là dùng để rửa cái khoang phía dưới đây nè. Máy là có 3 gian, gian trên bỏ chén, bỏ đũa, bỏ muỗng, gian đây là bỏ dĩa, bỏ chén, dưới đây là bỏ son, bỏ nồi nè. Cái dấu đây nè, có nghĩa là ở phía dưới này khi mình bấm cái chức năng bổ sung này á thì cái khoang dưới á nó sẽ phun, nó tạo cái áp lực nước nó phun mạnh hơn ở khoang dưới để làm sạch mấy cái nồi, cái chảo dơ. Là chỉ là tạo áp lực một khoang dưới thôi. Hai cái khoang trên là bình thường. Thời gian chạy nó được rút ngắn, ví dụ như 2 giờ thì nó rút ngắn còn 1 tiếng rưỡi, hoặc là 2 tiếng rưỡi rút ngắn còn 1 tiếng 30 phút. Còn cái này là cái sấy diệt khuẩn. Cái này sấy diệt khuẩn này á, là dành cho những người mà nhạy cảm, diệt vi khuẩn trong những cái đồ dùng của em bé sơ sinh, chẳng hạn như bình sữa hay là nấm vú, nấm ti thì một số chén ăn muỗng đũa của em bé sơ sinh á. Cái này nhà ai mà có con nít đó là rất là tiện. Còn cái này là sấy tăng cường nè, nghĩa là thay vì thông thường máy nó sấy nhiêu đó thì khi mà ấn cái nút này á thì thời gian sấy nó sẽ dài hơn một chút, đồ nó khô hơn. Còn cái nút này đây là chế độ vệ sinh máy. Khi mà bấm nút này á, là thời gian chạy của nó là 1 tiếng 30 phút, là nó chạy với nhiệt độ là 70 độ để nó làm sạch sạch cái dàn máy. Mình vệ sinh chu kỳ là 1 tháng một lần hoặc là 6 tháng một lần. Nhưng 1 tháng một lần thì mình xài cái viên vệ sinh hàng tháng á, còn 6 tháng một lần mình nên mua cái chai mà cái clip trước em đã nói đó, cái chai để ngược xuống đó. Rồi còn nếu như mọi người muốn sạch sẽ hơn đó, thì có thể là một tuần mình cho chạy một lần cũng được. Mình bỏ một cái viên rửa vô trong máy, mình để cho nó chạy không tải. Bây giờ em sẽ nói về cái chương trình rửa của máy SMI S8 MI04E nha. Cái nút này là rửa chuyên sâu, rửa 70 độ. Cái nút này là toàn bộ cái máy là rửa chuyên sâu hết. Cái này nó rửa ở nhiệt độ cao cho nên nó vừa tốn nước lại tốn điện hơn so với các chế độ rửa khác nha. Có thể sử dụng kèm với các tính năng bổ sung nè. Ví dụ như khi mình ấn nút này thì mình ấn thêm cái rửa nhanh thì nó rút xuống thành 1 tiếng 40 phút. Và mình muốn ấn thêm cái nút này nữa để nó làm mạnh hơn cái khoang dưới nữa thì vẫn được. Rồi mình ấn đây cũng được. Cái này là sấy nè, sấy diệt khuẩn nè, sấy tăng cường. Nói chung là mình áp dụng được hết những cái nút này hết. Khi mà xài cái này á, thì mình á, là không được xài với đồ nhựa mà thông thường á, đồ nhựa dạng bình thường mình hay dùng á, những cái đồ đó mà khi rửa nhiệt độ cao thì nó rất là hay cong vên. Và đũa gỗ mình cũng không nên xài, thớt gỗ, những cái đồ sứ mà có hoa văn mà mỏng và viền á, thì cũng không nên xài ở chế độ rửa 70 độ này, không nên xài ở chế độ rửa chuyên sâu này. Những đồ đó nếu như mọi người rửa thì nó sẽ bị phai màu, nó sẽ bị mất cái hoa văn. Cái chế độ này là dùng cho những cái loại chén chén đĩa đũa muỗng mà son nồi mà loại mà chắc chắn á, để mình loại bỏ những cái tàn dư chủ yếu là các tinh bột protein rồi bám ở trong đó, để lâu nó khô á thì mình rửa cái chế độ này, nó rửa nước nóng thì nó sẽ làm mềm, nó rửa sạch hơn. Khi mà mình sử dụng á, có thể như cái chỗ này dơ quá thì mình chấm một ít bột rửa chén á, rồi mình bôi vô trong cái son đó, cái chỗ đó thì rửa nó sẽ sạch hơn. Chế độ này là chế độ auto nè. Chế độ này á, là từ 45 đến 65 độ. Chế độ này á, là máy nó rất là thông minh. Máy tự động quét và xác định độ bẩn của bát đĩa dựa vào nước đầu tiên mà nó tráng bát đĩa đó. Mọi người chỉ cần gạt gạt thức ăn đi thôi. Rồi sau đó mọi người úp vô, không cần phải tráng qua nước, để cứ để như vậy cho máy nó làm việc của nó. Cái chế độ auto này á, ví dụ mọi người bỏ chén bát vào trong cái máy này nè, nhưng mà nó chưa có đầy máy, nó chỉ là 1/2 máy, thì
chương trình này nó sẽ tự quét, nó giảm thời gian rửa nhanh hơn, và rửa nhanh hơn so với thông thường. Thì ví dụ như mình ô tô đây mình rửa là 2 tiếng 30 phút, nhưng mà khi mà máy nó quét xong á thì cái thời gian rửa là chỉ còn có 1 tiếng 30 phút, không cần mình phải ấn nút rửa nhanh thì nó sẽ tự động nó quét. Còn nếu như nó đầy máy á, thì thông thường là rửa đúng giờ, đúng 2 giờ 30 phút á, thì nó sẽ ngưng. Và cái khi mà chúng xài chương trình này thì có thể là bổ sung theo chương trình đây nè. Đây là chương trình rửa cái khoang ở dưới để cho rửa đồ cho nó sạch hơn. Rồi có thể là rửa nhanh thì nó rút ngắn lại còn 1 tiếng 45 phút. Rồi cũng có thể bổ sung thêm cái này luôn, nghĩa là xài được tất cả cái phụ năng trên này. Cái chế độ auto này là mình khuyên mọi người là dùng thường xuyên, bởi vì theo như mình dùng tất cả các chế độ rồi thì mình thấy chế độ auto là chế độ rửa mà mình cảm thấy hài lòng nhất. Cả như là rửa sạch bát đũa chén hay là thời gian gì, cái đó là chế độ mà được nhiều người sử dụng dòng máy này hay dùng nhất. Tiếp theo là chế độ eco. Chế độ eco này là chế độ tiết kiệm nước, tiết kiệm điện và nó rửa thời gian, tất nhiên là nó sẽ lâu hơn. Cái này là chế độ rửa với nước 50 độ này, rửa là 3 tiếng 15 phút. Đây là cái chương trình mà rửa tiết kiệm nhất của dòng này. Khi mình dùng chế độ eco này á, thì mình có thể dùng được tất cả các chức năng bổ sung phía bên này. Còn cái này á, là lúc này là rửa im lặng, thời gian rửa tất nhiên nó sẽ lâu hơn là 3 tiếng 55 phút nè. Cái này ví dụ mình không thích cái độ ồn của máy á, thì mình ấn cái này thì máy nó rửa nó nhẹ nhàng hơn. Cái nút này là rửa nhanh, rửa ở nhiệt độ 60 độ, nó chạy trong vòng là 1 tiếng 29 phút nè. Tuy cái này nó rửa nhanh nhưng mà nó vẫn tốn điện nước hơn so với cách rửa khác, vì là thời gian rửa nhanh á đòi hỏi là máy phải tiêu hao công suất cao để đun sôi nước trong một khoảng thời gian ngắn, cho nên là cái này nó cũng tốn điện nước. Còn đây là hình cái ly 40 độ, cái này là dùng dùng cho ly thủy tinh, những loại mà dễ vỡ, những loại mà nhạy cảm với nhiệt độ, loại thủy tinh mỏng. Ô, rửa nhanh nè. Ví dụ như những đồ mình để trong tủ á, mà mình cần gấp á, thì mình có thể mình ấn cái này, mình rửa cái này chỉ có 29 phút thôi. Rồi mình rửa cái này rồi mình ấn thêm sấy tăng cường nữa, mình là nó rửa nhanh rồi xong nó sấy khô cho mình luôn, rồi sau đó mình có thể mình sử dụng cái này trong trường hợp như sử dụng như là đồ để trong tủ, rồi xong khách tới rồi mọi người muốn lấy ra dùng liền á, thì mình nên dùng cái này và ấn cái này nữa, ấn sấy tăng cường nữa. Tiện dụng mà mình hay dùng này, cái này là chế độ rửa tráng, nghĩa là nó sẽ tráng qua một tráng nước qua sơ qua. Rồi cái đó là cái này là thường xuyên em sử dụng thường xuyên cái này nhất. Đầu tiên là ví dụ mình sử dụng buổi sáng đây, mình ăn sáng xong mình bỏ vô trong máy nhưng mà chưa có đầy máy, chỉ là mấy cái chén, cái đũa, cái tô thôi, thì mình bỏ vào máy, mình ấn chế độ rửa tráng nè, sau đó nước nó sẽ phun hết để nó làm mềm thức ăn, nó giữ trong trong máy đó. Tới khi trưa mình về, mình đi làm về thì mình sử dụng đồ thì mình đủ một cái mĩ rửa rồi, đầy máy rồi, thì lúc đó thì mình chỉ cần mình ấn auto rồi mình ấn chế độ rửa thôi. Mình rửa cái này mình tráng rồi mình dồn lại trong máy để chờ đủ máy, rồi mình bắt đầu mình thực hiện mấy cái chức năng trên này. Nó vừa tiết kiệm điện nước, vừa tiết kiệm viên rửa nữa, rất là nhẹ nhàng. Điện của cái máy này, cái mặt điều khiển đây nè, cái mặt điều khiển như này đó, ở trên này là cái hiển thị thời gian, còn cái khúc chỗ này là hiển thị là quy trình rửa. Ví dụ như nó đang để cái bàn chải là đang bắt đầu nó rửa nè, hình bông tuyết á là nó tới quy trình tiếp theo. Có những câu hỏi như là trong quá trình máy đang rửa á thì đột nhiên cúp điện thì sao, cúp điện cúp nước thì sao? Cúp điện thì máy nó sẽ chạy lại từ đầu, còn khi mà cúp nước á là máy nó sẽ hiện hình cái vòi nước, rồi máy nó sẽ dừng ở chế độ đó luôn, nó cứ nháy cái đèn có hình cái vòi nước miết thôi chỗ này nè. Rồi khi mà có nước lại á, thì máy nó bắt đầu nó hoạt động trở lại bình thường, tiếp tục cái chu trình rửa của nó.
Nhưng mọi người mà không mới mua máy về thì mọi người nên đọc cái tờ hướng dẫn sử dụng ha, phía trong đó nó có nói rõ hết là mình cái chế độ gì xài theo với cái nào rồi như thế nào, nó sẽ mô tả cho mọi người cụ thể hết. Cho nên là mọi người muốn mua máy thì mọi người đừng có sợ là cứ sợ không xài được, sợ phức tạp này nọ, nhưng mọi người cứ mua đi rồi cứ xài đi, rồi một thời gian là mọi người sẽ thấy là mọi chuyện là nó rất là đơn giản, nó cũng không như mình nghĩ đâu. Những cái này là nói chung mình cũng ít xài tới lắm, cái nào mình xài thì mình không biết thì mình lại lấy cái tờ này ra mình coi, sau đó là mình cứ xài vậy thôi, không có gì khó khăn đó. Thêm nữa là cái này nó cũng rất là hay, ví dụ như đồ chơi của con nít nè, rồi đồ chơi của con nít này có thể mà mình rửa bình thường luôn, mình rửa theo chế độ rửa nhẹ thôi, mình rửa trán hay rửa nhẹ thôi cũng được, không có sao hết. Còn nếu như mà nhà mà có con nít nó mà muốn rửa bình sữa hay là muốn rửa những cái gì mà cho trẻ em á, thì mình khuyên là mọi người nên nghiên cứu những cái loại mà viên tẩy rửa hữu cơ, những cái loại không ảnh hưởng tới sức khỏe, những cái loại viên rửa hữu cơ, viên rửa sinh học, những cái loại đó thì nó rất là dịu nhẹ đối với trẻ em, thì mọi người mà nhà có con nít thì mình nên dùng những cái loại như vậy. Rồi một số anh chị nói là sao mới mua về vừa đụng vô là nó giật, nó hơi tê tay. Em cũng bị rồi, em cũng bị cái đó rồi, cho nên mấy anh chị là phải thì mấy anh chị nhớ tiếp đất cho máy nha, nối tiếp đất. Mấy anh chị nói như vậy là cái thợ điện người ta bắt nước người ta làm luôn cho mình, thợ điện mất điện mất nước nó ta làm luôn cho.